Có phải là ở cửa hàng mình đang có chương trình là combo là mua cà phê cùng với bánh thì sẽ được check in với anh ở dai đúng không? Anh ở đâu? Dạ. Kìa. Anh ơi! Anh ơi! Ôi, chị. Anh ơi! Đúng là bên em có chương trình đó thiệt nhưng mà không có dành cho chị. Tại sao? Chị biết không, người yêu của anh ấy kinh ghen kinh khủng khiếp luôn. Chị chỉ muốn xin một kiểu ảnh thôi được không? Không được đâu chị. Một kiểu chị, thôi. Không, không, chị ơi, chị. Anh ơi, anh. Chạy đi. Tôi bảo anh chạy đi. Sao chạy? Chạy, nhanh. 1, 2, 3. Chạy. Đấy, em đã nói rồi chị không tin. Thấy gái đẹp là chạy à. Sợ người yêu lắm. Chán quá. Chán nhờ, em cũng chán. Khổ ghê, gái đẹp như chị mà lại chạy kỳ ghê. Không hiểu tại sao chạy. Lần sau chị đặt, nhớ giúp chị nhá. Dạ, em hứa luôn lần sau là em sẽ giúp cho chị. Thôi bây giờ chị về chị nghỉ ngơi đi. Chị ăn bánh, chị uống nước xong có gì chị review lại cho em. Xong rồi sau đó nhớ ủng hộ em nha. Chị nhớ rồi, em nhớ chị chưa? Dạ nhớ. Chị về cẩn thận nha. Chị cảm ơn nhá. Vâng. Nhớ lần sau nhá. Vâng. Quái vật ba đầu. Như này thì mới ngon chứ nhở. Làm gì đấy? Hả? Có đâu? Có đâu, cái gì chạy gần chết. Đâu, có. Tôi vừa mới giúp anh thoát khỏi được con quái vật. Vừa rồi á? Không. Thì cái con nó ghê lắm. Không, thì nói chung là bây giờ tôi với anh hợp tác với nhau đúng không? Cho nên là tôi quan tâm anh. Thì chính vì quan tâm anh thì cho nên là tôi luôn luôn phải lên lấy anh. Liền tha, liền thiên. Nhưng mà quả vừa rồi ổn mà. Phí thật. U nhà bao nhiêu thằng ấy. Quả ngõ mõ. Làm gì đấy? Hả? Đi thôi. Này, cái cô lúc nãy ở spa nhắn tin tôi rồi đấy này. Phiền thế. Ừ? Bạn gái lúc nãy nhắn tin kết bạn với tôi này. Ai cơ? Quả ổn nổi vừa rồi ấy. Suýt thì không nhận ra luôn. Công nhận. Ngoài đời trông còn xinh hơn ở trên Facebook nhỉ. Khách hàng gì mà vô duyên dữ vậy trời. Ta bán bánh bán cà phê chứ đâu phải là bán đầu bếp. Này, đưa điện thoại đây. Tự nhiên cầm điện thoại người ta đây lẩm bẩm à. Đâu rồi? Facebook bạn gái vào rồi. Cô xóa đấy à? Mắc gì tìm Facebook của người khác? Quen biết à? Thân thiết à? Làm việc phải chuyên nghiệp lên chứ. Khách hàng là khách hàng, công việc là công việc. Mắc gì phải tìm Facebook của người khác? Chuyên nghiệp mà. Phải quan tâm đến khách hàng chứ. Nó trông cũng đáng yêu đấy. Khen cái con ba đầu đó đáng yêu á. Này, lúc nãy anh đứng người ta cách xa gần cái chục mét. Có phải là đứng gần như này đâu mà thấy được cái mặt mặt cái người ta đáng yêu hả? Ăn nói gì đâu mà hồ đồ. Không có suy nghĩ gì cả. Đàn ông bọn anh gì đâu mà mắc nhanh hơn não. Không, không thể chấp nhận được. Hồ đồ. Mắt nhanh hơn não. Nhưng mà tôi đâu khen cô ta đáng yêu. Chứ còn khen ai nữa? Chả biết. Có thể là những người đang ghen chẳng hạn. Trông cũng đáng yêu đấy. Ai ghen? Tập trung ăn đi. Nhìn cái gì? Tôi đang muốn thử. Thử gì?
thật sát khuôn mặt của một người đang ghen. Đáng yêu đấy.